Xin chào các bạn, hôm nay mặc dù trời rất là mưa, đây là ngày 15 tháng 5 2017, bây giờ trời rất là mưa. Hôm nay mình vừa mới lấy một đống đồ về, nên chúng ta sẽ cùng coi xem hôm nay mình thu hoạch được gì trong ngày hôm nay. Sài Gòn rất là mưa này. Rồi một cái chó đèn pha 82, này là lấy riêng, lấy cho anh Hải trên Đắk Lắk, tôi thêm lấy riêng cho anh Hải. Rồi ba cái mặt nạ, cái này thì có miếng xi của nó là lô mua lấy được cái mặt nạ, còn miếng xi thì lô. Tốt chủ yếu mình là mua cái mặt nạ riêng này, đó ba cái. Một cái giật máy 86, rồi giật máy 86 đủ rồi, giật máy trung nghiệp 86. Xuống tấm nhiều, tấm 6, tấm 2 lấy thầy vô đây. Viên nha. Kính tấm 1, mình lên định kính 4 cặp kính tấm 1. Chúng ta mở ra coi Amazon hơn một tháng rồi mới lấy được một cặp. Cặp này thì tương đối chứ không có đẹp giống như mấy cái cặp trước mình lấy, này bị đứt dây, dây con khóc rồi. Tương đối là đẹp khoảng 90%, còn mấy cặp trước của mình là 95%, nên nhiều lên cây. Cặp này thì 90%, tương đối khá là đẹp. Mình sẽ review cái này cho các bạn coi. Có cái cần số, có cái giò đạp chứ, có giò đạp gì xuất sắc. Ra 86 đời cao da di đế di tất cả đều di phục hết
Ok. Băng keo. Thêm một cái thằng nạ. Mình phải mua 2-3 chỗ khác nhau rồi. Mỗi bao 1 chỗ. Bờ cổ 92 dành cho 8406. Đẹp. Đầu cúp lùng dành cho những bạn đổ cúp lùng. Đây là mình mua mình dọn xe. Đây. Một bộ chó đèn phai, có chó kính. Chó kính đầy đủ. Nhiều cái nóc đẹp. Lên cây xà be. Thổi cần siêu nỉ. Hàng quý hiếm. Hai cái lớp chụp boe của 78 với cánh nén. Ok, rất đẹp. Không nứt. Hàng này kiếm banh cái Sài Gòn cũng có luôn nha. Nhưng mình kiếm có, anh xin. Đây là nắp ốc bẩn. Ốc bẩn. Một cặp, hai cái. Như thế này. Cái đợt này mình lấy về được ốc cốt. Ốc cốt nhân là ốc cốt 81. 81 86. Bữa giờ không có, đợt này hàng về mới có. Bình xăng 50 đời cao. Hai dầu. Khá là đẹp. 50 lỗ nhỏ. Dạ, của xe cực lực. Hai cái cần số. 8486. Cần thắng 88. Dành cho 8186. Chỗ đèn pha. Chỗ. Ba cái đèn chỗ đèn pha. À. Mình đưa đèn lái. Một vị khách dặn mình lái cái này. 82. Ba cúp lùng. Mới làm kìa. Hai nữa. Hai cái bẩn. Cái là 82 có đề. Cái 81. Này là vẫn là đánh bóng lại nha các bạn. Đánh bóng, mũ cũ đánh bóng lại. Đèn nguyên máu luôn, len ken xà beng. Rồi, rất may mắn là hai cái này đều có cái logo. Này là đóng thêm vô. Rồi, cái cuối cùng. Bô. Bô 82. À, quay. Bô 50. Bô 50 có dĩ à, dành cho 81, 86 và 82. 50 là gắn được. Thật đẹp. Rồi hết rồi. Hàng què bao nhiêu đó thôi. Rồi chúng ta sơ lược qua chút xíu. Rồi còn bạn nào mà muốn mua thêm những cái khác thì đây. Đồ rã ra đây. Căm niền bẩn. Bô đùm. Rồi yên. Ba ga. Đó. Nguyên trọng bẩn. Trọng bẩn luôn. Nhưng mà vẫn lấy thêm.
Đó, rồi bên đây. Đó, đèn đuốc rồi chụp xi nhan này đầy đủ. Yên đồ nhưng mà vẫn lấy thêm.